mic cho anh. Dạ, chờ con xíu. Dạ, chúng con xin chào sư. Để alarm sự quên. Thánh lễ sư ạ. À. Ngay tự nhiên xong rồi trời ra người chào mới vui. Đây. Cảm ơn sư. Ok, bữa nay mình bắt đầu mình vô cái kinh số 2 của bộ Kalama. Yeah, để nói cho bà con bớt rung là một năm có 52 tuần. Thì mình kể năm 50 tuần đến 50. 50 mà mình đâu có làm sao mà xuyên suốt chắc chắn là mình có những cái buổi mình bỏ, cho nên là mình bị bận rộn, bị gián đoạn gì đó, cho nên mình tính một năm như còn là 40 tuần, tức là 40 bài. Mà 40 bài nhưng mà có những bài kinh rất là dài và có những bài kinh rất là ngắn, cho nên á mang tiếng là một bộ năm cuốn, nhưng mà tôi nghĩ đó thì khoảng chừng từ trong đó có những bài kinh trùng nữa. Trùng là sao? Trùng có nghĩa là cái lời kinh thì có khác, nhưng mà cái phần nội dung thì mình đã giảng qua rồi, bây giờ chỉ nhắc sơ rồi thôi. Cho nên tôi nghĩ năm cuốn đó, thì chỉ có mất 2 năm thôi, 2 năm, mất 2 năm. Và bà con sau đó bà con coi như bà con có một cái certificate mà căn bản về giáo lý. Rồi thì sáng nay chúng ta tiếp tục học cái bài số 2 của cái bộ kinh này, đó là cái bài kinh Sinsaba. Thì đây là một trong những cái bài mà tôi cho là Phật tử phải biết. Bài kinh Sinsaba này nói đến ba cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất á, là xác định Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng và Phật tâm vô lượng. Đấy. Chuyện đầu tiên nữa, Phật có chư Phật có ba cái vô đó: Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là chúng sinh trong đời nó có nhiều cái căn tánh khác nhau. Có những người đời đời kiếp kiếp nói thì bắt tông còn gọi là nhất xiển đề đó, rồi cái người hoàn toàn không có ước vọng giải thoát. Tức là đụng đâu dính đó, ví dụ như là do nghiệp thiện thì được sung sướng, do nghiệp ác thì bị đau khổ, và trong cái khổ và cái sướng đó là họ chỉ bị gục đầu cắm mặt trong đó, chứ họ không có nghĩ đến cái chuyện giải thoát. Cái hạng nó tệ. Rồi cái hạng thứ hai đó là tùy duyên, có nghĩa là ở gần ai giống người đó, ở gần người sanh tử thì người thích sanh tử thì mình thích sanh tử, ở gần người thích giải thoát thì mình thích giải thoát. Và cái hạng thứ ba là bậc đại trí. Chẳng những có cái tự mình đó, có cái khả năng gọi là thấu hiểu cái bản chất của đời sống, mặc dù ở mức tương đối phàm phu thôi, nhưng mà ra tự mình biết chán sợ và tự mình đó, biết vun bồi công đức để mà tìm gặp chư Phật, rồi học hỏi gieo trồng công đức, và sau cùng tự mình trở thành một bậc đại giác để tuệ độ chúng sinh. Còn cái hạng thứ hai là dạng người ăn theo, có nghĩa là gần ai thì bắt chước người đó, gần ai bắt chước người đó thôi. Còn cái hạng thứ nhất là tệ nhất, hạng thứ nhất là có gặp bao nhiêu đời Phật ra đời thì cũng rất quá không. Nhớ cái đó. Và đã nói, và trong cái trong ba cái hạng đó, cái hạng thứ ba đó là tự mình tìm đường đi và tự mình là cáo thành đại nghiệp. Thì do cái thời gian tu quá lâu đi, và cái hạnh nguyện nguyện quá lớn. Lớn là sao? Tức là nhắm đến cái Phật quả. Khi thành Phật rồi có ba cái cũng à, cái gì cũng biết, ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có. Phải có ba cái này nè thì mới được gọi là một vị Phật tổ. Và cái quan trong đó là cái gì ngài cũng biết, cái đó là bắt buộc phải có, là bởi vì đi tu quá lâu đi, cho nên đó là cái chiều dày kinh nghiệm nó nhiều, biết cái gì thì cái đó nó giữ lại đó. Và cuối cùng khi mà thành Phật rồi thì cộng với cái Phật trí của một vị chánh đẳng giác nữa, thì trở thành cái người cái gì cũng biết. Còn mình nó đúng, mình cũng
tăng lốc ngày luân hồi tới đâu mình cũng luân hồi tới đó đó. Nhưng mà sở dĩ mình không rút được kinh nghiệm là bởi vì mình có nhiều mất nhiều, mình không có cái khả năng là lưu trữ, mình không có khả năng lưu trữ. Để có nhiều kiếp mình cũng nghe đạo nghe pháp, nhưng mình nghe rồi lất lất bỏ qua, lất lất bỏ qua, nhưng mà ngày đó thì nghe rồi ngày hành trì ghi nhớ cái đó, lâu ngày cái nó trở thành cái ba la mật nhớ cái đó. Chứ còn nếu mà nói nó khoảng luân hồi thì Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Thích Ca luân hồi y chang như mình tới đâu cái ngày tới đó, đó. Cái ngày tới đâu mình tới đó. Rồi thì là tôi nói về Phật Phật trí đó, có nghĩa là khi mà thành Phật rồi thì cái gì ngài cũng biết, và tại sao phải có cái đó là bởi vì cái vô lượng vũ trụ nó là một khu rừng lớn, thì trong đó nó đủ loại chúng sinh, có những đứa mà nó không có cái hề có cái ý muốn ra khỏi rừng thì thôi đừng đụng tới đó, không nãy tôi nói ba hạng đó, cái hạng thứ nhất nó không muốn ra khỏi rừng thì thôi để đó, nhưng mà có cái hạng thứ hai đó là thỉnh thoảng nó cũng thấy ở, nó thấy ở trong nó, trong rừng này là một cái khổ nó muốn đi ra nhưng mà tự nó điểm được. Mà mỗi người có một cái xuất phát điểm khác nhau, mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau. Cho nên chư Phật phải là cái người hiểu hết cái khu rừng đó, hiểu hết cái khu rừng đó, để mà có thể hướng dẫn cho từng cá nhân một. Có người thì họ phải đi ngang một cái chân thác, có người họ phải lội suối, có người họ phải đi qua một cái khu vực của một bộ tộc ăn thịt người, có người họ phải gọi là đi ngang một cái khu vực khó đi, gồ ghề khúc khuỷu, lồi lõm hiểm trở. Còn có người thì cái điểm xuất phát của họ từ cái điểm xuất phát đó mà ra rừng thì nó rất là gần, mà nó rất là dễ đi, mà thơ mộng nữa. Mà nói chung lại đó thì cái điểm xuất phát của những cái người mà muốn ra khỏi rừng này nè, nó tùm lum hết trơn, nó tùm lum mỗi người một chỗ. Cho nên muốn hướng dẫn họ ra khỏi rừng đó là cái gì mình cũng phải biết. Là cái gì? Ví dụ như ngài nhìn ngài biết cái người này là cần phải được hướng dẫn về cái kinh nghiệm tìm nước nè. Đó. Ngài nhìn những người kia ngài biết người này phải hướng dẫn họ cái cách tìm hướng đi nè. Có người là có phải hướng dẫn họ cái cách tìm thực phẩm nè. Có người phải hướng dẫn họ cái cách mà đốt lửa giữa rừng nè. Có người mình phải đặc biệt hướng dẫn họ cái cách mà ngủ sao an toàn để mà tránh thú dữ nè. Ngài nhìn ngài biết mỗi người tất cả cái mục đích sau cùng là ra khỏi rừng, nhưng mà ngài nhìn mỗi người ngài biết người này là đặc biệt phải nói về cái kinh nghiệm ngủ 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 võng nè, ngủ trên cây là ngủ để mà tránh thú rừng. Cái quãng đường người này này phải đi đó là phải có kinh nghiệm đó. Còn người kia đó là phải có kinh nghiệm kiếm thức ăn, tại hái trái câu cá săn bắn gì đó. Rồi cái người nọ thì phải có kinh nghiệm đi tìm hướng, dạy họ leo lên cây dùng cái kiến thức kinh nghiệm của tụi hướng đạo sinh á, làm sao mà tìm hướng, không đoán hướng gió, đoán hướng đông tây nam bắc tại khai. Thì cái trình độ, cái căn cơ, cái thể trạng, cái tâm trạng này của mỗi người khác nhau, cho nên cái mình muốn dạy họ ra khỏi rừng là mình phải dòm coi cái hoàn cảnh cái, mỗi người đó làm sao. Và như vậy thì ngài là một vị thầy của vô lượng vũ trụ mà ngài phải biết hết, ngài biết hết để mà ngài có thể tùy hoàn cảnh mà hướng dẫn cho mỗi cá nhân, đúng không? Rồi nhưng mà đó là phần của ngài, còn mình thì không, mình không phải là Phật, mình chỉ là cầu cái quả giải thoát thinh văn thôi. Đấy. Thì mình không cần biết nhiều mà mình chỉ biết cần biết đúng cái con đường mình để mình đi ra thôi. Đây nãy giờ tôi ra một vòng, bây giờ nó trở vô chánh kinh này. Thì có một lần đó Đức Phật ngài ngồi giữa khu rừng đầy lá, thì ngài mới nhặt lên một ít lá trên tay, ngài nói với cái các vị tỳ kheo, ngài nói rằng cái điều mà ta biết nói nhiều như là cái khu rừng này, và cái điều mà ta giảng dạy cho chúng sinh ấy, cho các ngươi, cho tứ chúng ấy, nó chỉ là một nắm lá thôi. Và các vị thấy khiếp không, các vị nhìn cái tủ đại tạng khủng khiếp như vậy, ngài chỉ là một nắm lá thấy đó mới thấy ghê. Tâm tạng đó, tôi phải nói rõ nha, các vị học 8 kiếp chưa có hết, mặc dù các vị thấy bên Miến Điện có mười mấy vị thủ lòng tâm tạng, các vị nói ô có người thủ lòng, no, cái đó thuộc lòng nguyên văn thôi, chỉ còn tìm hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó thì là tất cả thinh văn gồm cả ngài Xá Lợi Phất thì cũng chỉ là một phần thôi, tức là trình độ ngài Xá Lợi Phất hiểu được một phần, ngài Xá Lợi một Kiền Liên hiểu một phần, ngài cái gì một phần là sao, tức là kinh nào ngài cũng biết, nhưng mà cái mức độ sâu rộng đó thì chỉ giới hạn trong cái trình độ kinh văn thôi, phải nói như vậy, phải nói như vậy.
thì các vị hỏi từ kinh nào đó vậy? Dạ đó là Sumangala Parasavila Sini, chú giải của trường bộ kinh, mà đặc biệt đó là chú giải của cái bài kinh gọi là Tự Hoan Hỷ, bài kinh Tự Hoan Hỷ. Thì đó thì đã nói như vậy đó. Tức là Phật pháp thâm sâu như vậy, thì tùy cái phương tiện Phật pháp giống như đại dương, thì tùy cái phương tiện, điều kiện, trình độ, kiến thức của mỗi người mà chúng ta hiểu được bao nhiêu về biển. Ví dụ như chúng ta có một cái hàng không mẫu hạm, chúng ta có một lực lượng bác sĩ, giáo sư, các nhà khoa học trên đó, thì chúng ta ra biển cộng với những chiếc tàu ngầm mini, bao nhiêu cái phương tiện thăm dò đáy biển, thì chúng ta sẽ hiểu về biển khác. Còn những cái cá nhân mà tìm hiểu mà mang tính tư nhân đó, không tài chánh hạn chế, nhân sự hạn chế, thì họ hiểu về biển rất là hạn chế. Rồi sau cùng là mấy người đi mò ngọc trai, mấy người đi đánh cá giăng lưới về biển, thì cái biết họ về biển còn càng hạn chế nữa. Và sau cùng mấy người đi tắm biển, mấy người đi tắm biển chia ra nhiều phe, có người thì coi như biết lội giỏi, có người lội khá khá, có người gì lấm chấm bơi chó bơi mèo thôi. Thì mấy người đó là đối với biển là họ càng mù tịt, họ không biết gì hết. Đây, nhớ cái đó. Cho nên tam tạng á y chang như đại dương vậy, thì tùy cái trình độ của mỗi người mà cái sức hiểu chúng ta tới đâu. Không, mà cái quan trọng nhất là không nhất thiết phải tinh thông tam tạng mới có thể hành đạo giải thoát, mà chỉ đi một lần, chỉ đi một đường thôi. Ví dụ tứ niệm xứ mình chỉ tập trung mình tu hơi thở thôi, hoặc là mình quán niệm các hoài nghi, tu thể trược, tu tử thi, ví dụ như vậy, quán tâm, quán thọ, quán pháp, quán thân, một đường một. Và nếu mà có kiến thức giáo lý cộng với sự hướng dẫn tiếp sức, hỗ trợ gia trì của thầy bạn đại, thì mình đi một đường là xong. Còn nếu mà không chứng đắc gì hết thì chỉ là giao duyên không nhớ. Cho nên ngày dạy cái điều mà ngày biết ấy, thì nó như cái rừng vậy đó. Cái điều ngày dạy thì nó chỉ là nắm lá thôi. Cái nắm lá đó là, mà trong cái nắm đó là mỗi người chỉ được một gốc lá, chứ chưa được một chiếc lá theo cả đời theo đuổi nhiêu đó. Cái bài kinh như nãy tôi nói có ba nội dung. Nội dung một ấy, là nói đến Phật trí. Cái nội dung hai ấy, là nói đến cái vai, cái ý nghĩa của Phật pháp. Toàn bộ Phật pháp không có cái nào là thừa, như một số người hiểu lầm là tạng A Tỳ Đàm là không cần thiết, tạng kinh là không cần thiết, tạng lực là không cần thiết, ví dụ như vậy. Không, bởi vì chỉ có một nắm lá thôi mà bây giờ tự động mình lấy ra 1/3 nắm lá mình liền bậy quá. Cho nên cái bài kinh đó, chuyện đầu tiên là nói đến Phật trí. Cái chuyện thứ hai là nói đến nội dung kinh điển. Nội dung kinh điển đều là pháp giải thoát hết. Và cái thứ ba là nói đến cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái nhiệm vụ của một người tu học phải làm gì. Đó chính là học và hành, pháp học và pháp hành bắt buộc. Bởi vì Ngài để lại cho mình có một nắm mà mình để lơ lại cái nắm đó thì mình tu cái gì? Ví dụ như mình vô chùa mình chỉ biết, thì như hồi nãy tôi nói mình chỉ cần một pháp môn thôi, nhưng mà đừng có nghe nó một pháp môn là tưởng là khỏi học. Sai, phải học như có thể, nhiều nhất như có thể. Bởi vì Ngài để mình có nắm lá thì là sẽ phải học nhiều, là bởi vì ngày xưa Phật còn, thánh tăng còn, người ta nhìn cái căn tánh của mình, cái căn cơ của mình, người ta nhìn cái là ta nói thẳng một chuyện là đủ cho mình tu rồi. Nhưng mà ngày nay thì không, ngày nay thầy bà bao nhiêu đi nữa, nhưng mà làm gì tìm được cái người mà chỉ thẳng vào cái căn cơ của mình để hướng dẫn cho mình đi đúng đường. Cho nên mình bắt buộc thời nay phải tu tập cái kiểu mà lần mò tham khảo nha, lần mò tham khảo. Và để làm cái chuyện đó chúng ta phải học giáo lý, phải học giáo lý, thì cái chuyện lần mò tham khảo đó nó mới có tác dụng, mới có hiệu quả. Còn đằng này là vì kính tin, tin cậy một vị thầy nào đó rồi giao phó hết cho vị thầy đó. Thầy phán sao làm vậy? Có nhiều khi mấy chục năm là Phật tử, thầy chỉ dạy con pháp bốn thí thôi, rồi tới hồi mà cận tử hấp hối đó, nó thấy hết hồn, là đồng ý. Mấy chục năm bốn thí cũng dường cũng là công đức lớn đó. Nhưng mà cái tâm tư của cái người mà sắp ra đi nó phức tạp lắm, không thể nào chỉ có một thứ mà đủ đâu quý vị. Chỉ không phải chỉ có nhớ là đó, mình cất cái chùa đó mình tổ chức 30 lần cất thi na, 70 lần trai tăng, 50 lần nuôi trẻ mồ côi, 60 lần thăm người già cơ nhở, không có đủ, nó đủ lúc còn ngồi. Mà cái pháp an tâm đó
Cái tâm đó. Quán niệm cái gì để có thể an tâm mà buông bỏ ra đi, không sợ hãi, không tiếc nuối, đó là cần, đúng không? Còn cái kia nhớ được thì cũng là cái tốt, nhưng mà cái căn bản mình phải có khả năng. Thì học đạo phải học đạo mới hành, và nếu học đạo mà không hành á thì nhiều lắm á thì cũng chỉ là gieo duyên thôi, chỉ là gieo duyên thôi. Thì như tôi nói bài kinh này nó có ba nội dung: một là nói đến Phật trí vô lượng, thứ hai là nói đến cái ý nghĩa của toàn bộ giáo pháp, cái gì cũng là con đường giải thoát hết, như chính Đức Phật đã dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh phần 8 pháp. Ngài dạy rằng giống như đại dương chỉ có một vị mặn, thì toàn bộ lời dạy của ta thì cũng chỉ có một vị giải thoát thôi. Tất cả các bài kinh đọc kỹ rồi, đọc kỹ rồi, dầu ngày kể một câu chuyện quá khứ nhưng mà ngày vẫn đúc kết lại. Ví dụ như các vị coi kinh Bổn Sinh đó, ngày luôn luôn ngày kể câu chuyện xưa sau ngày đúc kết bằng một pháp thoại về tứ đế. Tất cả những người, những vật, những cảnh trí, những sự kiện mà diễn ra trong cái tiền kiếp đó đều là khổ hết, và tất cả cái khổ đó đều đưa ra từ cái muốn. Muốn hết khổ thì phải dẹp cái muốn, và cái hành trình mà dẹp cái muốn nó chính là bát chánh đạo, luôn luôn là như vậy. Giảng xong rồi là đúc kết như vậy. Và rồi phần thứ hai người mới nhận diện bổn sinh, trong cái kiếp đó ta là ai, rồi A Nan là ai, Xá Lợi Phất là ai, Gia Du là ai, đó là cái chuyện cuối cùng. Nhưng mà cái căn bản là ngày phải đúc kết, ngày kể chuyện xong là đúc kết bằng cái giáo lý bốn đế. Luôn luôn coi kỹ ở trong kinh Bổn Sinh á, kinh Bổn Sinh đó. Cái căn bản của Phật pháp, cái căn bản và cái tinh thần cứu cánh, nội dung rốt ráo, mục đích tận cùng của Phật pháp chính là giải thoát, chính là giải thoát. Thì đó là hương vị duy nhất của Phật pháp. Như bà Gautami bà đã đến hỏi Phật khi Thế Tôn không còn nữa, ai cũng có thể mạo nhận thẩm sưng lời mình là lời Phật, vậy chúng con phải làm sao? Bà hỏi cho đại chúng thôi, chứ còn bà là vị La Hán mà đem nó bà tịch trước Phật mà, không, bà tịch trước Phật mà, nhưng mà bà hỏi cho hậu lai, hậu tấn mình thì Phật mới dạy. Cái con đường nào mà càng hành trì nó càng an lạc, càng có nhiều trí tuệ, càng có khả năng tinh tấn, càng chán sợ đám đông, càng thích độc cư viễn ly, càng trở thành người dễ nuôi, thì đó là chánh pháp, là lời ta dạy. Còn cái con đường nào, cái pháp môn hành trì nào mà nó không có được, nó không đáp ứng được những cái tiêu chí đó thì nó không phải là lời ta dạy. Chúng ta nhớ, chúng ta quay lại, đó là cái nội dung giáo pháp. Ngay từ lúc hành trì cho đến lúc chứng chứng đắc luôn luôn là nhắm đến cái cảnh, cái tinh thần, những cái lý tưởng giải thoát. Chứ còn mà lung tung đi theo thầy bà lâm giới hạn, như tôi biết có một vài Phật tử gặp tôi nói kiếp này con chắc không theo cái hạnh tu phước chứ không có tu huệ nổi. Ở tu phước làm sao, họ nói chắc bố thí rồi phục vụ quét chùa đổ rác chùa cầu rửa chén in kinh đúc tượng vậy thôi chứ còn không có tu được cái khác. Thì tôi hỏi sao nghĩ gì kỳ vậy, cha nói dạ có ngựa nó tại cũng mê đời nó con không có bỏ hết theo đạo được, có ngựa nó tại cái trí còn nó kém nó còn nhớ dở và hiểu chậm. Thì tôi nói không, tại vì quý vị chưa có chịu thấy được cái thân này nó là khổ, quý vị còn yêu đời là một. Rồi tự nhiên ở trên trời nó rớt xuống nguyên cái cục tự ti mặc cảm cho rằng mình là không đủ sức. Chứ thật ra đó, một cái người mà hiểu chuyện căn bản nhất thôi, đó là mọi thứ là khổ, thì phải tận lực chứ tại sao chưa gì hết mà mình mang cái đầu óc tiểu thừa đó. Tại sao mình nghĩ rằng mình không có làm được, phải không? Mà cứ vô nó cho tu phước chứ không dám tu huệ. Mà cái đó rõ ràng mình thấy đó một phần cái khuynh hướng tâm lý nhiều kiếp nó có thói quen như vậy. Mà cũng có người là do tiếp xúc với thầy bạn, do thầy tiếp xúc với thầy bạn bị hốt dài thang cái nó hư cái đầu luôn. Rồi còn có người thì kể như là do cái bẩm tính là tự ti mặc cảm, nghĩ rằng tu huệ nên chắc ghê gớm lắm. Thật cái tu huệ là gì? Tu huệ là tu là học giáo lý rồi tu tứ niệm xứ, đó là tu huệ chứ có gì đâu. Học giáo lý đó là trí văn trí tư, còn tu tứ niệm xứ là trí tu, thì mình chuyên tâm ba cái đó gọi là tu huệ. Còn cái tu phước rồi ví dụ như mình chỉ lòng vòng ba cái bố thí phục vụ trì giới rồi niệm Phật cầu phước, cái đó gọi là tu phước. Nói chung tu mà không hướng đến chuyện chấp biết sinh tử mình gọi chung là tu phước, tu để kiếm phước thôi. Còn cái tu huệ đó là cái tu mà để lìa bỏ, buông bỏ để giải thoát thì cái đó gọi là tu huệ, không? Thì tiền thì ai cũng cần, nhưng mà tiền tiền nó dùng để làm cái gì?
À, có người làm quần quật để có tiền đi định cư nước ngoài, có người làm quần quật để có tiền định cư trở trong nước làm đại gia, ở đây cũng vậy, làm thiệt là nhiều phước báo để mà hướng đến quả báo giải thoát thì đó gọi là định cư nước ngoài, còn làm phước tùm lum mà để tiếp tục sanh tử thì đó gọi là để tiếp tục làm đại gia trong nước thôi. Thì nếu mình có tầm nhìn xa đó thì mình thấy làm đại gia trong nước không có khác. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình yêu quê hương lắm thì mình cứ đưa hết thân nhân ra ngoài, rồi có quốc tịch, có tiền bạc xâm chạy về nước, muốn kiếm miếng đất rồi đó ở cũng được, ở 6 tháng trong nước, 6 tháng ngoài nước theo tôi. Chứ còn mà nếu mà mình không có quốc tịch bên ngoài, có chuyện gì nó khó lắm. Chẳng hạn như vụ Covid vừa rồi, họ chích cho mình cái gì mình đâu có biết, còn chích nước mắm mình cũng phải chịu thôi. À, chích nước mắm cũng phải chịu thôi. Rồi lúc đầu thì muốn chích mà không có thuốc, tới phiên bây giờ là có đủ thuốc để chích thì mình lại cũng e ngại, mình biết mình chích cái gì đó, ví dụ như vậy. Thì tôi không có ý nói về chính trị, về xã hội gì đây hết, tôi chỉ nói rằng khi mình thấy rằng cái chuyện định cư nước ngoài nó là cần thiết thì bằng mọi giá mình bỏ mình đi, ở đây cũng vậy. Khi mình thấy sanh tử đó, còn định cư trong cái dòng sanh tử là không có khác, phải định cư ở nước ngoài đó, nghĩa là phải giải thoát nó đi khác. Ừ. Chứ còn quẩn quanh ở trong cái cõi sanh tử thì dầu mình có làm đại gia trong đó thì cũng bấp bênh lắm, phải không? Bấp bênh lắm. Cho nên là ở đây cái bài ngày giải là điều ta biết như trong như cả một khu rừng mà điều ta nói ra chỉ là một nắm lá thôi là xong. Cái câu nói nó sâu lắm, nó tới 1.000 lá một cách hiểu. Nghe kỹ nghe, nghe chậm nữa nha. Điều ta biết thì nhiều như khu rừng, mà điều ta nói á thì chỉ là một nắm lá. Tại sao vậy? Vì ta chỉ nói cái gì mà dẫn đến giải thoát cho chúng sinh thôi. Đó là phần người phía ngài đó, phần phía ngài. Còn mình á thì sao? Ngài nói vậy nhưng mà mình phải hiểu, mình tất cả những gì mà chúng ta biết chúng ta nên ưu tiên cho cái kiến thức giải thoát đó. Phần ngài, ngài nói vậy nhưng mà mình bắt buộc mình phải hiểu ngầm vậy đó. Ngài biết nhiều như vậy đó nhưng mà ngài nói là ngài chỉ giảng cái gì mà mình cần giải thoát, thì ở đây cũng vậy. Phần mình cũng hiểu được mình có học hành bao nhiêu rồi nữa nhưng mình cũng phải ưu tiên, dù là bác sĩ, kỹ sư, luật sư gì đó nhưng phải ưu tiên như cái kiến thức giải thoát, bởi vì cuối đời rồi thì mình cũng sẽ trở về với cái kiến thức đạo học, kiến thức Phật pháp đúng quý vị. Chứ tôi đã từng gặp những cái ông bác sĩ, kỹ sư mà 80 tuổi, như cách đây mới có 6 tháng, 5 5 tháng, 5 tháng có một ông kỹ sư người Việt Nam 96 tuổi, ổng là thuộc về cái thế hệ kỹ sư mà đợt đầu á, đợt đầu đợt nhì gì của Việt Nam mà tốt nghiệp tại Pháp. Ừ, tốt nghiệp tại Pháp đó. Ừ. Gia đình của cụ là một trong những số những cái người Việt Nam đầu tiên mà sở hữu xe hơi, trong số những người Việt Nam đầu tiên mà có cái bằng cấp nước ngoài. Nhưng mà rồi sao, cụ đi bên Tây về, cụ có bằng cấp, cụ làm hãng xưởng tùm lum, hãng xưởng của Pháp, của Mỹ tại Sài Gòn. Rồi cụ có một người vợ làm hiệu trưởng, và vợ của cụ cũng rất là hiện đại nha, hiệu trưởng, một cô chứ chưa là bà, một cô hiệu trưởng trước 75 tại Sài Gòn, mà lái xe đi mỗi ngày, lái xe hơi nó từ nhà tới trường, ghê không? Mà ông chồng là kỹ sư mà thuộc về thế hệ đầu của Việt Nam. Rồi thì sao, lay lắt cuối cùng rồi thì cụ mới mất đây cũng 90 mấy, gần đâu cũng 98 thì cũng 90 rồi. Và rồi thì sao, cuối cùng rồi thì hai ông bà là những Phật tử, và cái chỗ quay về cũng chính là mấy trang kinh thôi. Chỉ còn bao nhiêu cái kia phải buông hết, buông hết, cuối cùng phải buông hết, buông hết. Và phải nói thêm là suy nghĩ tôi đặc biệt nhắc đến bà ông cụ bà cụ này là bởi vì gia đình ông cụ bà cụ có một cái sứ mệnh lịch sử rất là đặc biệt đối với Phật giáo Nam tông Việt Nam, đó là 2/3 kinh sách Nam, kinh sách tiếng Việt mà của Nam tông Việt Nam trước 75 đều được gia đình cụ là người in, đó là nhà in Sen Vàng. Đấy, ai mà đọc kinh Nam tông, kinh của ngài Hậu Tông, ngài Vũ Trơn, của ngài Thông Kham gì đó, không biết ngày nào đó mà cứ vừa thấy mà liếc liếc phải Sen Vàng đó là của cái gia đình đó, của bố, của ông bố là chủ nhà anh đó,
ông bố của cụ, mà cụ bây giờ cụ 98, mà ông bố của cụ nếu còn sống là còn già dữ nữa. Đấy. Thì ông bố là cái ông mà chủ của nhà sang vàng. Rồi thì sao? Thì tất đi vào dĩ vãng hết, rồi sau cùng cái còn lại chính là cái già mà cái bệnh rồi cái chết. Cho nên chúng ta có thể hôm nay chúng ta biết computer, chúng ta biết lái xe, chúng ta có bạc triệu, chúng ta có quốc tịch ở nước ngoài, chúng ta nói được 8 thứ ngoại ngữ, rồi chúng ta sống trong thế giới văn minh, rồi nhiều khi chúng ta thấy Phật giáo làm những cổ lũ sĩ nó xưa rồi sao. Nhưng mà khoan, từ từ ngồi ngẫm ngẫm lại đi, khi nào mà trong người nó có dấu hiệu bệnh bệnh, nó có dấu hiệu của tuổi già, của tóc bạc, của tiểu đường, của tim mạch đấy, của tăng xong đúng không, thì lúc đó mình mới ngồi mình nghiệm ra, hình hình như Phật nói đúng, hình như Phật nói đúng. Nói thiệt chứ mình văn minh cỡ bao nhiêu, theo trong kinh đó thì cái nền văn minh hiện tại của nhân loại nó không phải là đầu tiên, không phải là duy nhất. No, no. Cái mà quý hiếm nhất trên thế gian này đó chính là cái sự ra đời của một đức Phật, mà còn lặp đi lặp lại mà hết Phật này tới Phật khác, thì nói gì là cái nền văn minh vật chất. Nền chất vật chất này nè, nó được lặp đi lại rất là nhiều lần, và trong room này có rất là nhiều thành phần ở trong đây. Tôi biết tôi nói cái này họ sẽ nhảy dựng lên, nhưng mà kệ, quý vị tôi vẫn nói theo trong cái chú giải của trường bộ ấy, thì nói rằng tùy thuộc vào cái căn cơ của chúng sinh mà chúng ta quần tụ không, tập kết không, quần tụ và tập kết ở một cái nơi chốn nào đó, ví dụ như là sanh ra trong một gia đình rồi gì nữa, rồi thì một dòng họ, rồi cái gì nữa, rồi một làng xã, một huyện, một tỉnh, một vùng miền, một đất nước, một châu lục, một bán cầu, rồi cái gì nữa, rồi từ từ cái chúng ta cái điểm hễ còn có điểm tương đồng mà chúng ta gặp, còn gặp nhau trên hành tinh này, rồi cái gì nữa, chúng ta mới khi không biết Phật pháp chúng ta chỉ biết tới đó thôi. À, chúng ta chỉ biết tới đó. Nhưng mà theo trong kinh á, thì chính vì có điểm tương đồng mà chúng ta mới gặp nhau trong một gia đình, một dòng họ, một làng xã, ấp, huyện, tỉnh, khu vực, đất nước, vùng miền không, rồi bán cầu, nam bán cầu, bắc bán cầu và cả hành tinh. Và mình không không mình cứ chỉ biết có một trái đất này, mình tưởng mình cô đơn trong vũ trụ, chứ theo mô tả trong kinh ý, thì á, cái nền văn minh này nó mới là duy nhất. Vì sao vậy? Là bởi vì nó, tôi phải biết bắt đầu làm sao, các vị có biết cái ổ ếch không? Tôi giảng thầy nói cái này ổ ếch, cái ổ con ếch, hoặc là ai không biết thì tôi nói bằng cái khác, đó là cái hột é. Các vị đi ra mua tôi một 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 ly hột é, rồi các vị đổ xuống đất, thì trong cái một cái đống hột é đó, nó có rất là nhiều hột é đúng không, thì cái mô tả trong kinh cái vũ trụ này nè, cái trái đất mình nó chỉ là một hột é thôi, mà nó mà trong cái một hột é đó nó có một mặt trăng, một mặt trời. Là mình tưởng nó lớn lắm. Theo khoa học bây giờ đó, thì cái chỗ rộng nhất của vũ trụ là 300 triệu năm ánh sáng. Cái chỗ rộng nhất là 300, có nghĩa là nếu mà chúng ta đi bằng tốc độ ánh sáng là 300.000 cây số một giây nha, một giây. Nếu chúng ta đi bằng tốc độ đó thì phải mất 300 triệu năm mới đi hết cái chỗ rộng nhất của vũ trụ. Mà cái vũ trụ như vậy nó chỉ là một hột é thôi. Mà trong đó có một mặt trăng, một mặt trời, một thiên dương tinh, rồi kim tinh, quả tinh, mộc tinh. À, thì tất cả nó chỉ nằm trong một hột é thôi, mà 1.000 cái hột é như vậy nó là một tiểu thiên thế giới, mà 1.000 cái tiểu thiên thì nó là một cái trung thiên thế giới, và 1.000 cái trung thiên nó là một cái đại thiên thế giới, và 10.000 cái đại thiên thế giới như vậy nó là một cái khu vực hoằng pháp của một đức Phật, và nó có vô số cái 10.000 như vậy, nó có vô số cái 10.000 như vậy, không phải tính bằng tỷ đâu mà nó là vô số, vô số. Và
cái thế giới mà nó giống như mình vậy đó, nó cũng có con người động vật, rồi cũng có nền văn minh computer xe cộ, nó có vô số. Mà đương nhiên nó phải lúc thì ở đây có, lúc thì ở kia có, nhưng mà chưa hẳn là nó cùng lúc. Và cái chu kỳ của chúng sinh đó, thì có lúc thì chúng sinh văn minh về tâm linh, có chỗ lúc để văn minh về vật chất. Rồi nói về phiền não, có lúc chúng sinh nó sống nhiều với tham, có lúc nó sống nhiều với sân, có lúc nó sống nhiều với si, với tà kiến. Đấy, có nghĩa là ngay trên một cái hộp é đó thì cũng nó tiến bộ về thế gian, chẳng hạn như thời Đức Phật. À, thì thời đó chúng sinh phải nói là cái văn minh về tâm linh, thời đó đắc thiền đắc đạo rất dễ, rất nhiều. À, chẳng hạn như thời đó mình thấy trong cái thời đó mình thấy là bên Tàu, bên Ấn, bên Hy Lạp là có Đức Phật, rồi có Khổng Tử, Lão Tử, rồi Socrates, Platon, rồi đó đó này, cái thời đó là nó chênh lệch nhau vài trăm năm, nhưng mà trong thời đoạn này chúng sinh gọi là đỉnh cao của gọi là văn minh tâm linh. Còn bây giờ đó là đỉnh cao về văn minh vật chất. Và còn nói về phiền não thì tùy thời, có lúc thì nặng về cái thứ phiền não nào đó, có lúc thì sống nhiều với cái thiện pháp, đức tin nhiều, trí tuệ nhiều, thiền định nhiều. Đấy. Rồi bên ác pháp cũng vậy, cũng tùy thời mà nó cái mầm những cái gì. Và ngoài cái vũ trụ này ra, ngoài cái hộp é này ra này, vô số những hộp é khác y chang như vậy đó. À, nó y chang như vậy, có lúc nó cũng mạnh cái này, nó lúc nó yếu cái kia. Đấy, nhớ như vậy. Cho nên là mình tưởng cái nền văn minh mình nó là duy nhất, mình là cô đơn trong vũ trụ, sai. Đó là cách nghĩ của một cái người không biết Phật pháp, mà đã vậy là còn cạn nghĩ về đời, về khoa học, mình rất là cạn nghĩ. Đấy. Bởi vì khi mà mình nói rằng mình là cô đơn trong vũ trụ, có nghĩa là mình tự đóng khung của vũ trụ này, nó là 1 mét vuông, 2 mét vuông, mình mới nói là mình là duy nhất. Nhớ nha. Nhớ cái đó. Cho nên chúng ta có học bao nhiêu đi nữa, chúng ta chỉ là một cái biết, chúng ta chỉ là một hòn cát trên bờ biển, trong sa mạc. Cho nên cái quan trọng nhất là cái biết nào mà dần là khiến cho chúng ta ngay bây giờ được an lạc, những người quanh ta được an lạc, và nếu có kiếp sau thì mình tiếp tục an lạc, và nếu có con đường giải thoát thì cũng mình cũng sẽ được giải thoát. Và con đường nào mà nó ngoạn mục như vậy, con đường nào ta? Đấy, ngồi mình nghĩ kìa. Tức là mình có hai lối sống, một lối sống làm lối sống làm cho mình vui, và lối sống làm cho mình khổ, thì mình thấy cái lối sống làm cho mình vui tốt hơn, đúng không? Rồi, lối sống thứ hai, lối sống làm sao mà mình có thể đem lại cái niềm vui cho người khác, đem lại cái nỗi khổ cho người khác, mà thấy cái nào hay, rồi đem lại niềm vui tốt hơn, đúng. Mình cái thứ ba, nếu có kiếp sau thì mình muốn tiếp tục sung sướng hay đau khổ, hình như cái sung sướng này hơn. Rồi, như vậy mình chọn cái sung sướng, tức là khỏi sướng mình, sướng người, sướng đời này là sướng đời sau. Rồi, rồi cái thứ tư, nếu quả thật có một cái cú cánh cao nhất để hướng tới, thì đó là giải thoát hay là tiếp tục trầm luân, thì tùy mình. Nếu mình thấy cái giải thoát tốt hơn thì mình chọn cái đường giải thoát. Thì bây giờ mình gom lại, à, cái con đường nào mà làm cho mình vui hơn, à, con đường nào giúp người khác được vui hơn, con đường nào bảo đảm cái kiếp sau hơn. Giả dụ có kiếp sau, à, tôi bây giờ tôi đang nói chuyện với đám vô thần mà, cho nên tôi nói lúc nào cũng trừ hao hết. Giả dụ có kiếp sau, rồi giả dụ có một con đường giải thoát, giả dụ có một cái mục đích, có một cái cú cánh cao nhất đáng để mình hướng tới, thì để có được một cái hành trình sống như vậy đó thì tự chúng ta chọn đi, sống ác hay sống thiện. Muốn cho mình vui hơn hay là khổ hơn thì chắc chắn mình chọn cái vui, mà muốn cho mình vui thì mình nên sống ác hay sống thiện? Hình như sống thiện chắc ăn. Rồi bây giờ muốn cho người khác được an lạc thì mình nên sống ác hay sống thiện? Hình như sống thiện đúng hơn. Rồi sống thiện. Rồi nếu có một kiếp sau thì cái chốn về mà ngon lành đó thì nó dành cho người ác người thiện? Hình như người thiện chứ. Rồi rồi nếu có một cái cú cánh ngon lành để mình tìm về hướng đến thì nó dành cho đứa nào? Hình như cho đứa sống thiện. À, như vậy thì mình tổng kết lại, à, thì ra sống thiện là chắc ăn nhất. Trước mắt là mình ok, mấy người chung quanh mình nó ok, nếu có một kiếp sau thì kiếp sau nó cũng ok, và nếu có một cú cánh ngon lành thì sống thiện cũng ok.
nhớ nha, nhớ cái đó đó. Chứ đây đừng có tin Phật là bởi vì bà ngoại đi chùa nên má đi chùa, má đi chùa nên tôi đi chùa nên tôi bắt con tôi đi chùa, mà con tôi đi chùa thế nào cháu tôi cũng đi chùa. Thì nếu mà Phật tử Việt Nam toàn là cái kiểu mà đi chùa, cái kiểu mà chù chù cắn đuôi đó, thì cái đó không khác. Đấy, để biết chù chù cắn đuôi không ta? Là nó không thấy đường, con này cắn đuôi kia, nó kêu đi chùa kiểu chù chù cắn đuôi á. Mà mình phải có một cái chủ kiến, phải có một cái chủ kiến, phải có một cái lập trường là tự có, này tự phát. Chứ còn mình cứ đi nhờ cậy người ta nói sao như vậy, người ta nói bậy cũng nghe theo là kẹt lắm, không? Mình không có cái như bữa hôm tôi bị nhớ cái bài kinh kia rồi, bài kinh mà kinh rồi kinh gì đó, kinh Kalama đó. Thì trong kinh nói chúng ta có nhiều cái kiểu mà tìm đến người khác đó, phải không? Có khi chúng ta tin một cái câu nói chỉ vì nó đã được một đám đông rần rần ủng hộ. Đấy, chúng ta tin cái điều gì đó, điều gì đó chỉ vì nó được trao truyền bởi một người khả kính. Chúng ta tin cái điều gì đó bởi vì nó đã được xem là công thức khuôn mẫu trong kinh điển chính thống. Kẹt lắm, kẹt lắm. Bởi vì một cái điều tầm bậy dầu 1 triệu người chấp nhận thì nó vẫn bậy. Một cái điều đúng dầu không ai nhìn nhận nó cũng vẫn là đúng. Phải tin chuyện đó. Bởi vì hôm nay chúng ta biết với cái phương tiện mà truyền thông hiện đại bây giờ, bất cứ một cái thế lực nào mà có tiền có quyền thì nó có thể tác động đến cái suy nghĩ của hàng triệu người, hàng trăm triệu người. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Ví dụ như giờ người ta nắm về cái phương diện truyền thông, người ta nắm hết, thì mỗi ngày người ta phải bắt mình đọc những thứ người ta muốn, người ta bắt mình phải nghe, phải nhìn, phải tư duy trên những thứ mà người ta muốn, mà mình không biết. Mình không biết mình là con cá cảnh, mình không biết, xin lỗi, mình không biết mình là mình chỉ là một thứ gia súc của người ta chăn dắt. Thế là cắm đầu mà tin, từ nhỏ là đã được nhồi sọ rao giảng tuyên truyền cái đó, rồi từ từ nó lớn lên mình thành con cá kiểng, người nào mình không hay. Và mình không đủ cái tỉnh táo, không đủ cái bình tĩnh để vượt thoát ra cái chuồng củi lồng chậu đó, và mình cứ tưởng là mình có cái bằng đại học, mình trí thức, mà mình quên là mình chỉ là con cá cảnh mà có bằng cấp thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình tư duy, mình suy nghĩ trong cái khuôn khổ mà người khác mang cho, khổ như vậy đó. Đấy. Cho nên cái bài kinh Kalama là bài kinh này, bài kinh Kalama là nội dung mà khi mình cẩn trọng đó. Bây giờ qua tới mình bài kinh Sisabha thì cái nội dung vẫn là tiếp nối, nếu mình muốn nghĩ như vậy vẫn đúng, nó vẫn là một nội dung tiếp nối. Có nghĩa là cái biết nào đi nữa nó phải dựa trên tiêu chí là an lạc cho mình, an lạc cho đời, an lạc đời này, an lạc kiếp sau, và cái con đường nó có thể dẫn đến cái cứu cánh cao nhất. Nếu quả thật trên đời có cứu cánh đáng để mình hướng tới thì mình vẫn phải sống làm sao để có thể tới được cái cứu cánh đó. Đấy, phải, cái chọn lựa là chọn lựa như vậy. Bài kinh này nó sâu lắm, bài kinh đọc lướt và thấy không có gì hết, chỉ hơi quỳ dốt vậy đó. Tôi rất yêu những ngày nhiều nắng, nhưng nếu trời không nắng cũng không sao, cái dạng này dạng quỳ dốt, mà không phải bài kinh này, phải bài kinh quỳ dốt. Bài kinh này sâu lắm, có nghĩa là ngày dạy mình phải cẩn trọng trí tuệ như ngày. Biết cả một khu rừng mà khi ngày dạy ngày chỉ lọc ra cái chuyện đó là một nắm tay thôi, thì mình cũng vậy, từ cái kiến thức, từ cái thời gian, từ cái công sức, phải không? Bao nhiêu thứ mà mình đang sở hữu được thì chỉ nên ưu tiên cho cái gì để mà nó đem lại lợi ích cho mình, cho người đời này kiếp sau, và nó hỗ trợ về lý tưởng giải thoát, nếu cái đó là có. Đấy. Mà cái đặc biệt nhất, có người cũng thắc mắc, tại sao tôi sống tôi có nhà cửa vợ chồng con cái rồi vui rồi, chính như tôi phải đi đến với đạo, rồi tại sao mà tôi phải cầu giải thoát, thì thoát cái gì? Tôi nghĩ đời sống này nó quá là bờ phách, quá hoàn hảo rồi, mà giải thoát cái gì nữa? Thì tôi chỉ nghĩ chuyện nhỏ thôi, anh thấy cuộc đời nó ra sao mà anh thấy nó hoàn hảo? Anh thấy là sao, anh thấy là sao mà nó hoàn hảo? Và anh cẩn thận trong kinh Phật nói thế này: tùy thuộc vào cái túc duyên, cái trình độ của mình mà mình thấy thế giới này nó ra làm sao. Chính cái thái độ, chính cái trình độ nó dẫn tới thái độ. Và nếu có người hỏi tôi tại sao tôi phải học Phật pháp, tại sao họ phải học Phật pháp, thì tôi chỉ gợi ý một điều, và tôi mong rằng mấy bà con đang nghe này nè, thích thì không thì mặc xác, nhưng mà hãy ghi nhận cái câu trả lời này. Nếu có ai hỏi tôi tại sao mà phải học Phật pháp, tôi sẽ trả lời thế này: the world is what you see. Thế giới này nó chỉ là cái gì mà anh nhìn thấy thôi. Cái câu này biết có hiểu không?
cái gì có thằng đuôi bẩm sinh, thì thế giới này đối với nó là chỉ là cái gì ngửi được, nghe được, rờ được, nếm được, ngoài ra ba cái hình ảnh, màu sắc, hình dáng, dịp, nó đuôi bẩm sinh mà. Còn đối với đứa điếc bẩm sinh thì thế giới này nó là đủ thứ, mà trừ ra thứ âm thanh nó không biết, nó không hề biết rằng thế giới này nó có cái gọi là âm thanh tiếng động, nó không biết, không chưa? Rồi như vậy thì cái thế giới này nó là gì, là tùy thuộc vào khả năng cảm nhận của chúng ta. Và tại sao chúng ta phải học Phật pháp? Vì Phật pháp cung cấp cho ta một cách nhìn khác về thế giới, một cách nhìn mà nếu không có Phật pháp ta không tài nào nghĩ ra. Thử đi, nếu mình là một con người mà con người đúng nghĩa đó, thì ngoài cái đói ăn khát uống giao phối và tự vệ đó, thì mình cũng phải có những cái nhu cầu thứ tư là tư duy. Chỉ còn đa phần thì chỉ có bốn thứ nhu cầu: đói ăn khát uống giao phối và phản vệ, phản ứng và tự vệ đó. Đa phần là chỉ có bao nhiêu đó, rồi lụm một cái bằng cấp, chỉ là cái cần câu cơm thôi, lấy nó đi kiếm cơm, rồi lấy cái bằng cấp treo lên, nó là cứ tưởng là mình là trí thức, và trong khi cái đầu của mình nó chỉ quẩn quanh bốn thứ: rồi ăn, ngủ, giao phối và phản vệ. Thì cái này, cái bốn cái phản ứng này hoàn toàn có thể tìm thấy ở một con thú. Yeah, hoàn toàn có thể tìm thấy ở một con thú. Mà mình tưởng mình con người, mình quần là áo lụa, nhà cửa, xe cộ, vợ chồng con cái, trí thức, không bằng cấp, học vị, học hàm tựa lưa hết, mình tưởng mình ngon, nhưng thật ra đó mình chỉ sống trong bốn cái: đói ăn khát uống giao phối và phản vệ. Mà bốn cái này nó y chang như con thú, con sóc, con chuột, con rắn, con mèo, nó đi kiếm ăn theo cái cách của nó. Còn mình thì mình sang hơn, mình đi kiếm ăn bằng cái bằng cấp, mình đi kiếm ăn bằng cái phòng mạch của bác sĩ, bằng cái văn phòng của luật sư, đây, bằng cái văn phòng của người môi giới nhà đất, là mình tưởng mình sang, nhưng mà thật ra đó là kiếm ăn no mà không có gì thêm nữa, chỉ vậy thôi. Đấy, chỉ vậy thôi. Cho nên mình phải, ngoài bốn cái nhu cầu căn bản của một động vật, đấy, đó là đối ăn khát uống giao phối truyền giống và phản vệ, nó còn có cái suy tư. Suy tư là suy tư gì? Suy tư về bản chất của đời sống, mình là cái gì trong cái vũ trụ này, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và ngay bây giờ mình nên làm gì? Lẽ nào ý nghĩa của đời sống chỉ là có chừng đó thôi, chỉ là ăn uống giao phối truyền giống và phản vệ hay sao? Đấy. Mà đa phần thì cái phần họ không có mệt, họ nó mệt lắm, mệt. Cách đây không lâu có một cha đến học bên đây, chỉ nghe tôi giảng xong anh cha hỏi một câu, hết hồn cho nó, cái đạo gì mà sao nói vòng vòng mà nói cái đạo này, nói hồi thì đời khổ quá, không có cái gì ngoài đó, nó đúng. Thế giới này nó chỉ là khổ thôi, nhưng mà cái khổ nó có hai nghĩa: cái khổ bản chất và khổ cảm giác. Không, cái khổ cảm giác là những gì mà thân khó, thân tâm khó chịu, đau đớn, sợ hãi, bức bối, không phiền phức, đó gọi là khổ cảm giác. Nhưng mà cái khổ bản chất là gì? Là cái gì mà nó bất toàn, bất trắc, thì cái đó gọi là khổ bản chất. À, ví dụ như bây giờ mình thấy một cái thằng mà nó đang chích choác, nhậu nhẹt, nhảy đầm, trai gái nghiện bài nhạc, nghiện ngập bài bạc, mình thấy nó sướng thiệt đó. Nhưng mà mình hiểu rằng hiện giờ nó không có khổ cảm giác, nhưng mà nó đang sống trong cái khổ bản chất. Vì sao? Vì cái nền khổ bản chất là cái nền cho khổ cảm giác. Khổ bản chất đó là cái nền, nó là cái nền của bất trắc, bất toàn. Bởi vì cái đời sống kiểu đó là nay mai, một là đổ bệnh, hai là nợ nần, ba là tai tiếng, bốn là mất uy tín, năm là sự nghiệp tan quang, càng nối càng banh chặt đây. Cho nên đó gọi là khổ bản chất. Thì đói nghèo bệnh tật đó là khổ cảm giác, nhưng mà cái sự có mặt trong cuộc đời này nó là cái khổ bản chất, nó là cái nền, nó là cái nền cho bao nhiêu thứ khổ cả. Chỉ vì mình mang cái cục thịt mấy chục ký này thì bao nhiêu cái hệ lụy được sản sinh, được khởi sinh từ đó. Này, từ cái chuyện mình có cái cục này nè, thì nó mới có cái chuyện mà thị phi, khen chê, chửi rủa, tự ái, rồi bị tổn thương, bị xúc phạm. Vì có cái cục thịt này nè mà nó mới có cái chuyện hờn, giận, căm tức, ngủ không được, bị suy nhược thần kinh, bị
bởi bao tử, bị tim mạch, bị hô hấp, bị tiêu hóa, bị bài tiết, tùm lum hết, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu vấn đề từ cái cục nào mấy chục ký này. Và chính vì cái cục này nó mới có tai nạn xe cộ, rồi mới có té, rồi mới có thương tích, mới có máu me, rồi có cái cục này nó mới có tuổi già, nó mới có các chứng nan y, thì chính cái cục này nó mới có cái chết, nó mới có những giây phút mà cận tử gấp gáp gáp mà không chịu chết. Vì cái cục này nó mới có cái vụ mà nằm mấy năm trời mà tiêu tiểu tại chỗ, hôi rình khai ngấy, vợ chồng con cái ngó lơ. Đấy không, tôi nói cái đó hoài là vậy đó, bị khó khó đó luôn. Vì bây giờ cái vị mà nằm dưới một cái nằm mà sáng ngủ dậy hàng năm chịu chết, mà nó chơi nửa bên mà không nghe lời đó, là cái bị nhìn nó nản không. Vợ mình, chồng mình, con mình, cái mình không cháu chắc chục chịch cho chét, mình còn có tiền thì nó còn dùm dòm. Cái thứ mà coi như không có tiền thông cảm đi, thông cảm đi, nằm đó cho chết. Mà tôi nói thiệt, người đó là tôi nè, tôi tới tôi thăm mà tôi thấy ông Kiên với ông Nhân nè, mà ông Kiên mà tôi biết ổng ở trong nhà băng có vài triệu rồi, còn ráng tôi xin xiên biết đâu trả nhí nhí cho mình chút. Còn cha Kiên rồi đó có sống bằng tiền trợ cấp xã hội, mà vợ trả cái của lệ giờ cũng đi theo ai mất tiêu, mà đứa con nữa nó biệt xứ, nghe nó có đứa đi Mỹ, đứa về Việt Nam. Còn ông kia nhìn nằm nó hôi rình gai ngáy mà ngập ngạp, nhà gặp tôi tới nước miếng chảy, nhờ tôi lấy giùm ly nước, rồi ngứa quá biết làm sao, ngồi nó suy gãi giùm, rồi nó tôi chắc tôi thầm trả được chừng lần là coi như là tôi ngàn năm mây trắng bay, tôi về Vũ án theo tôi hiệu lên Hoàng Hạc Lâu chứ không bao giờ mà chuyện hạc quay trở lại nữa. Nó ngán nhiệt lắm, mà thở nào là chàng còn sung sức, rồi vô mở lớp là MC, rồi là admin rồi tùm lum mà đa thứ, bây giờ mà nằm liệt một chỗ, vợ bỏ con đi rồi cảm được dễ sợ như vậy, dễ sợ như vậy, kinh khủng lắm. Bây giờ này chưa chưa bây giờ còn ngon lắm, thấy đời còn màu hồng đã lắm đó. Cho nên mình mới quay trở lại cái là cần sự bạn sống là phải nhắm đến cái gì là cốt lõi, phải sống nó có ý nghĩa, mặc dù đời sống là vô nghĩa, và đời sống là vô nghĩa, nhưng thấy được cái vô nghĩa đó thì chính đó là việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Bị câu nói này các vị nghe hiểu không? Thấy được đời sống này là vô nghĩa đó, thì cái thấy đó là cái ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. À, nếu các vị hỏi tôi, sư ơi, người Phật tử sống phải có ý nghĩa, phải có lợi ích không sư? Tôi đúng. Mà hỏi theo sự sống như thế nào mà gọi là sống có ý nghĩa, tôi nói sống có ý nghĩa nhất chính là chiêm nghiệm thường trực để thấy rằng mọi thứ là vô nghĩa, thấy nó là vô nghĩa thì đó chính là một cái mà ý nghĩa nhất trong cuộc đời này. Mà tại sao nói như vậy không có nghĩa là tôi kia có bị chán đời nhảy lầu sờ dây điện mà tiếp tục làm cha làm mẹ làm chồng làm vợ, tiếp tục sống đi tu được thì tu, còn không cứ tiếp tục ở ngoài vậy hết. Nhưng mà với một cái tâm niệm thường trực là mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi, thì với một cái nhận thức thường trực như vậy đó, thì trước cái thị phi đó, trước những cái mất và được, trước cái vinh nhục phù trầm danh hư tiêu trưởng, thoải mái an lạc ngay bây giờ, và nếu có đủ duyên thì chứng thánh ngay bây giờ. Và pháp môn tứ niệm xứ là gì? Pháp môn tứ niệm xứ chính là một cái hành trình mà ta thường trực sống với sự tỉnh thức của chánh niệm, với sự nhận thức của trí tuệ. Chuyện đầu tiên là biết rõ mọi thứ nó đang diễn ra, và biết biết rõ mọi thứ đang diễn ra và biết rõ những thứ đang diễn ra là cái gì, biết rõ how và what, chỉ có how và what thôi, biết cái gì, biết mình, biết thân tâm này đang ra sao và cái đang diễn ra đó nó là cái gì. Chỉ liên tục sống như vậy, vẫn tiếp tục lái xe, vẫn tiếp tục đi làm, vẫn tiếp tục là chồng là cha là vợ là con, vẫn bình thường tiếp tục, nhưng mà luôn luôn trong nhận thức biết rõ mình làm cái gì, mình biết rõ đi đứng ăn uống nhai nuốt nói cười buồn vui thiện ác, biết biết cái đó nó đang diễn ra, biết biết mọi thứ do duyên mà có rồi cũng mất đi. Thường trực sống như vậy thì sẽ có một ngày các vị ngộ ra cái chữ tại sao đời sống này là vô nghĩa. Nó chỉ hoạt động để sống và nó sống để hoạt động, và hoạt động nó chẳng dẫn về đâu hết, chẳng dẫn về đâu hết, tại vì tự mình ngồi mình dựng ra một mục đích, mình thấy nó cao siêu,
Tôi là một người chồng thì tôi phải có khả năng lo cho vợ, tôi là một người cha phải có khả năng lo cho con, tôi là một người vợ thì phải lo cho chồng, tôi là một người mẹ thì phải lo cho con, tôi là một người con thì phải lo cho bố mẹ ông bà. Mình nghĩ đó là những cái trách nhiệm rồi, rồi cộng với những cái nụ cười, những cái niềm vui nho nhỏ thỉnh thoảng xen vào nha. Rồi cộng với cái tôi được vui rồi, tôi hoàn tất trách nhiệm rồi, những cái đó là của tôi, chồng tôi ok, con tôi ok, vợ tôi ok, nhà tôi ok, rồi vậy thỉnh thoảng thôi nó xen một vài cái niềm vui, thì lấy cái tôi, cái mặt mũi của cái tôi giả tưởng đó cộng với một vài cái niềm vui mà lai rai á, cộng lại thành ra là cái mục đích sống, chứ thật ra nó tẻ nhạt vô cùng. Cứ cứ thử đi, làm hết trách nhiệm của người chồng rồi cuối cùng sao, một là nó không chết thì nó lẫn 90 năm, lẫn trăm nó cũng lẫn, lúc bây giờ mình ngơ ngơ ngó ngáo, làm vợ tiếp tục, làm vợ đi, làm mẹ đi thì tiếp tục sống sung sướng hay đau khổ đi, thấy không, thì cứ tới 90 năm lẫn thì trăm nó lẫn, 100 năm lẫn, 101, 102 nó cũng lẫn, còn không nó sẽ chết trước thì nó lẫn, coi như là cái chung cục của đời sống đó là cái sự tẻ nhạt. Bao nhiêu cái mình dành mộng bởi vì mình còn sinh lực, mình còn sinh lực, mình còn tuổi trẻ, mình còn sức sống. Mình thấy nó hay nó đẹp, chứ còn mình nói cho nó rốt ráo đó thì đời sống nó chỉ là sự vô nghĩa, sự tẻ nhạt, và cái mà nó động cơ thúc đẩy mình là do mình tưởng mình nghĩ ra thôi, mình tưởng mình nghĩ ra. Và tu tứ niệm xứ là sao, là cái cơ hội để mình quan sát mình như là mình quan sát người khác. Đấy, có nhiều cái, có nhiều chuyện lạ lắm, các vị nhìn người khác các vị thấy rõ hơn chuyện người mình sáng, mà chuyện mình quán, quán là có chữ C, quán là mù quán là đuôi ấy. Chuyện người mình sáng, chuyện mình quán là vậy, các vị quan sát đời sống của người khác các vị thấy nó nản lắm, đi làm để sống, sống để đi làm, đi làm để sống, rồi sống để đi làm, mà tới phiên mình đó thì mình thấy ok, vui quá, lâu lâu cuối tuần có bạn bè tới thì câu cá, ăn nhậu camping rồi karaoke rồi đánh bài rồi tùm lum hết, làm thấy vui, phải không, con đi học rồi có bằng cấp tốt nghiệp ra trường, có chỗ, công việc làm, vợ vui, chồng vui, mình thấy nhà vui, chứ mình đó là chuyện của mình, chứ mình nhìn người khác cảm thấy nó kỳ lắm, thấy nó tẻ nhạt, rồi lớn lên con gái thì lấy chồng, trai thì có vợ, rồi cũng biệt biệt mỗi đứa đi một phương, rồi trong nhà chỉ còn lại hai chồng, mà đó là một cái bi kịch bắt buộc, nó là bi kịch tất yếu, đương nhiên, cố nhiên, mặc nhiên, hiển nhiên. Và cứ ráng gượng, rồi có nhiều người họ gượng đến tuổi già luôn, vô minh ù lì tới già, ráng là thấy tới tới rồi có tuổi già, có cháu ngoại cháu cố là thấy tụi nó về quần tụi vui vẻ, mình ráng mình tưởng đó là vui, chứ ngồi ngẫm đây ngẫm nữa cơ, nó ồn chịu không nổi. Tôi kể hoài cái câu chuyện cái ông nông làm chàng đánh làm biếng lắm, ăn rồi cứ lên giọng ngậm nghe tâm coi báo, rồi bố mẹ mới mắng rồi này kiểu này về già bây giờ mày không có làm lụng rồi làm gì có vợ con, không có làm lụng có vợ con có gia đình, chứ mày cứ cái đà này tới về già cái tâm sẽ răng cũng không có người đưa nữa. Anh nghe anh quản hồn, anh ráng đi làm rồi anh có vợ, anh đẻ ra 7 con, rồi từ từ anh có cái cháu ngoại cháu cố, tới lúc mà anh 90 tuổi, rồi anh vô anh nằm ở trong phòng mà anh nghe con nít nó hét ở ngoài, con cháu 4 thế hệ nó nằm ở ngoài nó hét, rồi nó hát karaoke, rồi nó nhậu nhẹt, nó gây lộn, rồi dưới bếp bầm bầm sắc sắc, mà nhà 20 mấy mạng, 4 thế hệ, không? Mà ông 90 tuổi cũng nằm trong phòng nó mới nhớ lại lời xưa, ông nói trời ơi, chỉ vì cái tâm sẽ răng, chỉ vì cái tâm sẽ răng má nói ngày xưa, mà bây giờ cuộc đời của con nó tan nát như thế này. Nó chỉ đến một lúc nào đó mình thèm lắm, mình thèm là đi đứng mà tay chân không đau, tối ngủ không đáy dầm, và ban ngày nó khi nào muốn nghe tiếng động thì nghe, muốn im thì nó im, chứ thèm có nhiêu. Bởi tôi nhớ có hai bạn sinh viên lâu ngày không gặp nhau, lúc ra trường nó hết gặp rồi. Bữa nó gặp lại nhau, thằng có vợ thằng chưa có vợ, thì mình thằng tèo nó hỏi một tiếng, nó ủa bây giờ mình cũng còn mình, nó nói, còn mình cái mày nghĩ sao, tao mày bằng tuổi nhau mà giờ thì tao hai đứa mày giờ cũng còn mình, nó tao thấy mấy ông cụ luôn ngán quá, thấy mấy ông cụ tuổi già con cái lùm đùm ngán, mà tôi thấy mình có vợ con ngán, đàn bà shopping rồi nói nhiều tám buôn dưa lê rồi tôi chịu, tôi sợ lắm, tao muốn kiếm con vợ đẹp, mà cái là mình muốn nó cười nó cười, muốn nó là nó muốn nín cười thì nó nín, muốn nó nói thì nó nói, muốn nó im thì nó im,
mà cái thứ đàn bà nó kiếm sao ra. Thằng kia nó suy nghĩ rồi nó nói được có, mày mua cái tivi, mày mua cái tivi là có thôi, mày chỉ có nói mày mua tivi chỉ có mua tivi thôi. Sẽ có một ngày trong đời nó mình thèm lắm, mình thèm lắm, mình thèm, mình yên thèm không có thấy ai, nó kỳ biết không, tôi ở mình tôi đâu có vợ con, tôi có lên núi nè, mà trời ơi tôi nói chắc có mấy mạng nó vô rồi mình nó nghe cho nó giận tôi lắm, mà tôi cũng nói luôn đó. Họ lên họ thăm mình cũng cảm kích lắm, họ nấu cho một bữa ăn tôi giả định đi vui ba mà bực phiền lên tới bảy rồi dễ sợ, vui vui thấy vui vậy đó, đừng có ba mà cái muốn họ về mà các vị biết cái chúng tôi ở dưới triền núi nó còn con dốc lên có mấy bậc thang mà các vị biết không, tôi thề trước vong linh của mẹ tôi chưa bao giờ mà tôi nhìn ra cái con dốc đó mà trông đợi khách tới mà bằng cái niềm vui như là tôi nhìn ra con dốc đó khi mà khách về, cũng con dốc đó có bữa tôi nghĩ là giật mình là con dốc nó chuyên môn là tôi nhìn khi khách đi không à, tôi sợ họ quay trở lại mà bỏ quên đồ mà cứ quên hoài, quên ngồi thì quên đây cái áo, ngồi quên cái dây sạc phone, ngồi quên cái nón, cái quên này kia đó, mà tôi nói họ đi rồi tôi mừng muốn chết luôn vậy đó. Thiệt không có người khách nào mà đi mà tôi không mừng, bởi tôi nhớ tay nó con câu thế này, nó nói thương gì thương mà ở 3 ngày nó sình, cái đó đúng thương gì thương nhưng mà ở nhau 3 ngày là nó sình, nó nản lắm. Ví dụ tôi qua bên Úc tôi về Brisbane cha nhân rồi nó mừng đó. Nhưng mà tôi nói trước 3 bữa thì nó sình nè, cứ đi ra vô hỏi chứ xài chung cầu là nó gốm chết, gốm lắm, xài chung cái toilet nó gốm. Mình nó phải là gia thế sang trọng thượng luôn quý tộc, no. Nhưng mà nó ngộ ở mình nó quen là xài chung cái toilet, xài chung cái sink, cái lavabo, nó sợ lắm. Rồi ly tách muỗng nĩa nó không thoải mái, rồi chưa kể bây giờ có cái vụ mà cái gì đó sơ gan rồi covid gì tùm lum, chưa kể vụ bệnh đó. Chỉ kể cái khoản mà xài chung là mình thấy ớn rồi họ đi vô đó xong rồi họ mới đi ra cái mình đi vô mình cũng ngán cái mùi đó, mùi người nó cũng phản phất trong không, mà rồi mình cũng vậy mà mình mới đi ra chắc họ đi vô cũng họ cũng có người mà mình không biết nó vô làm gì, nhưng mà đại khái nó vô xong đi ra là mình nhảy vô sau là mình thừa kế di sản cái bầu không khí này. Cho nên nó là nó nản dữ lắm, mà có thấy cái đó mới thấy sẽ có một ngày là thế giới này nó toàn là mấy cái đồ nãy giờ tôi nói không, nó toàn là cái đó không à. À, mà do mình sống trong ảo giác, sống thơ ngay chắc vậy thôi, cho nên mình không có nghĩ được rằng nó là Phật nói đúng, Phật nói làm gì là buông hết đi con, buông hết, ta biết cả khu rừng mà điều ta dạy cho con chỉ là dạy con đường ra rừng thôi. Mà mình cũng vậy, mình có sở hữu bao nhiêu, mình có thích có ghét bao nhiêu, mình có học hành bao nhiêu, mình đã có được bao nhiêu thứ thì cái chung cục vẫn là cái buông. Bởi vì thế giới này có 2 cái niềm vui có và niềm vui không, đau khổ cũng vậy, đau khổ có bao nhiêu thứ, đau khổ nó chỉ gồm là chỉ có 2 thôi, tức là đau khổ vì có cái gì đó và đau khổ là vì không có cái gì đó, và hạnh phúc nó cũng có 2 thứ, hạnh phúc là vì có cái gì đó và hạnh phúc là vì không có cái gì đó. Và khi không biết Phật pháp ấy, thì mình chỉ biết là hạnh phúc là vì có cái gì đó, có này có kia, nhưng mà mình khi học Phật pháp là mình biết nó có loại hạnh phúc thứ hai nữa là hạnh phúc vì không có cái gì đó. Và tất cả những cái gì mình có, tôi thề đọc là nó đều có hệ lụy gắn liền, đó là tình yêu, là tài sản, là danh dự, là mặt mũi, là sĩ diện, là quyền lực, là sức khỏe, là nhan sắc, tất cả những thứ đó hệ có là nó phải có hệ lụy nữa. Nó giống như đồng tiền, nó có 2 mặt, cái gì có 2 mặt, mà cái ngắn nhất là mình phải trả giá cho cái mặt còn lại, cái đó là cái ngắn ngắm nhất. Này, tôi không hề có ý làm cho bà con bữa nay nghe bà giảng này về được cái chán đời buông xuôi, không phải, cứ tiếp tục sống lạc quan, tích cực, năng động, nhưng mà luôn luôn trong một nhận thức thường trực rằng ta đang cõng một cái cục nợ mấy chục ký mà đi giữa đời, có một điều ta cõng như thế nào mà để mình được an lạc, người khác an lạc, đời này an lạc, đời sau an lạc, và nếu có một cứu cánh giải thoát thì với kiểu sống này mình có thể giữ Phật, dự Phật này. Còn mình sống như thế nào đó mà bản thân không được an lạc, người xung quanh không được an lạc, và giả dụ như có kiếp sau tiếp tục không an lạc, và nếu như có một cứu cánh cao nhất để nghĩ về, để hướng tới, thì mình cũng không đủ
tiêu chuẩn, không đủ điều kiện để vươn tới, để với tới thì tệ quá, tệ quá. Cho nên chung cục lại thì Phật dạy sống là chọn, chọn lựa, đời sống là chọn lựa. Ta có cả một rừng mà ta bỏ hết, ta chỉ dạy cho các con có một nắm tay thì các con cũng phải ghi nhớ như vậy. Trong cái nắm tay mà ta để lại đó thì có cái gì mà nó hợp với mình nhất, theo đuổi nó, theo đuổi. Đó là trong cái nắm tay, cái lời của Ngài để lại đó nha. Còn mà cái những gì mà mình có đó, có thể giả định như nó là một, cả một khu rừng đi, nhan sắc, sức khỏe, tình yêu, tiếng tâm, quyền lực, quan hệ xã hội, giả định nó là khu rừng, thì mình cũng chỉ nên ưu tiên những cái gì mà nó thật sự là cần thiết. Nên phân biệt cái thích và cái cần. Tôi nói hoài cái này, nên phân biệt hai cái đó. Phân biệt cái mình thích và cái mình cần. Đa phần là cái mình thích nó nhiều hơn cái mình cần. Và từ đó cái làm cho mình khổ cũng đa phần là cái mình thích chứ không phải cái mình cần. Mà tu hành là phân biệt cái mình thích với cái mình cần. Đó là đã đi được hết 2/3 con đường rồi. Ok, mừng quá. Nghỉ rồi. Chúc các vị một ngày vui. Đừng ham nghe nhiều, nghe đủ, nghe cần. Cần và đủ thôi, chứ còn nhiều nó thừa. Chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp lại. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, hẹn gặp lại. Con chào sư. Chúng con kính tri ân sư.